Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái nghĩa của kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà thì thực sự là những người mà tu về tịnh độ và nó nằm ở trong cái hệ thống đại thừa Phật giáo người ta đều biết về Kinh A-di-đà à, có thể là kể cả những cái nước Á Châu à, có trên dưới một tỷ người người ta có thể biết trên Kinh A-di-đà, Đức Phật A-di-đà và trong số đó thì có nhiều nước người ta tu tịnh độ, tức là cũng niệm cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà phần nhiều ấy, thì người ta không có biết rõ ràng về cái cõi nước đó như thế nào và cái bổ nguyện của Đức Phật. Cho nên hôm nay chúng ta cũng nghe qua để chúng ta có cái ý thức về cái thế giới mà Đức Phật ở đó nó như thế nào cách đây bao xa và nếu chúng ta có cái cơ hội thì có thể vãng sanh về đó được không bây giờ chúng ta nghe qua cái bản văn của kinh a di đà để chúng ta có một cái nhận xét và hiểu biết rõ ràng về cái pháp môn này Kinh này là do kinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài tự nói, bởi vì không có ai hỏi hết. Nhưng mà Đức Phật tự thương chúng sanh mà nói ra chỉ bài. Tức là gọi là loại vô vấn tự thuyết. Kinh này dịch vào đời Giao Tầng. Do Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán và hòa thượng thích trí tịnh dịch từ tiếng hán ra tiếng việt ở đây chúng ta nghe cái bản tiếng việt âm ta nghe như vậy một thở nọ đức phật ở nơi vườn kỳ thọ cấp cô độc nước xá vệ cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại tỳ kheo câu hội đều là bậc a la hán nghĩa là cái một thời đó chúng ta ở đây không thể nói là cái năm nào hay là cái cái thời giờ bởi vì nó quá lâu và cách đây đã mấy ngàn năm nhưng mà đức Phật nói cái kinh này tại cái vườn của ông cấp cô đập. Bởi vì cấp vườn cấp cô đập nhưng mà do thái tử Kỳ Đà mua thì chúng ta cũng nghe qua cái lịch sử mà Thái tử Kỳ Đà nghe mua cái vườn cấp cô độc này để cho Đức Phật thuyết pháp. Bởi vì khi Đức Phật thuyết pháp đó thì ông cấp cô độc, ông, ông đến ông nghe đại khái thì trong cái lịch sử mà cấp cô độc đi nghe Pháp nó cũng có một cái quyền thải rất đặc biệt. Ông đến ông nghe, ông nghe rồi ông muốn thỉnh Phật về nghe là cái xứ mình á để mà thuyết pháp nhưng mà bởi vì cái chỗ ổng thì không có nơi không có chốn cho nên ổng mới phải đi mua đất để làm tịnh xá thì lúc đó ổng đi tìm tất cả những cái khu đất ở ở cái xứ của ổng của đó thì không có cái khu nào mà nó rộng rãi bằng phẳng đẹp chỉ có cái vườn của ông thái tử kỳ đà thì ông bư đến ông hỏi ông thái kỳ đà hay là bán cái vườn đó cho ông thì ông thấy Thứ kỳ đà thì ông nói rằng tôi đâu có thiếu tiền thiếu bạc mà đi bán ông à, nhưng mà nghe nói là ông cấp cô đọc mua cái vườn kỳ đà này để để dân cho Đức Phật, để cho làm cái chỗ mời Đức Phật đến thuyết Pháp. Thì ông thấy Tử Kỳ Đà này, ông cũng có một cái tâm quan hỷ. Nhưng mà ông nói, bây giờ tôi bán ông bằng cách là ông cứ đem vàng ông trải đầy ông lót đầy hết cái vườn hay ông lót tới đâu thì ông lấy đất tới đó à, còn cái cây cái ông không thể lót được thuộc về tôi đó à. cho nên cái lịch sử mà cái cái vườn cấp cô độc này là ông mua của thái tử kỳ đà và ông mua bằng vàng phải rót lót lót hết bằng cái cái vườn nó rộng lớn lắm không biết bao nhiêu là hecta cho nên nhà ở trong đó chứa nghĩa là cả nghĩa là hai ngàn năm trăm vị bình thường còn vô số chúng mười phương đến nghe nghĩa là thì như vậy ít nhất chúng ta nghĩ cũng là nếu mà có nhỏ cũng cả chục hectare ta chứ không phải là ít cho nên do như vậy mà lót vàng hết ông thái tử kỳ đại lót vàng mua cái vườn đó cho nên gọi vườn đó gọi là kỳ thọ cấp cô độc tức là kỳ thọ tức là cái cái cây á của ông thái tử kỳ đà mà ông cấp cô độc mua bởi cấp cô độc lúc đó là một người giàu có một là cũng như một tỷ phú lớn ở nước xá vệ cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị đại tỳ kheo cao hội một ngàn hai trăm năm mươi vị này là lúc nào cũng ở gần đức phật đấy người đức phật đều là bậc đại a la hán Tức là mọi người đây đều đã chứng quả, mọi người đều quen biết như là trưởng lão xá lự Pháp hay là Đại Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Ma Ca Trương Duyên, Ma Cao Huy La, Ly Bà Đa, Châu à, Lợi Bằng Đà, và Năng Đà, A Năng Đà La Hậu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tăng Đầu Lưu Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Kiếp Tăng Na, Bạc Câu La A, à, a nau lâu đà Những du vị đại đệ tử Đó là những vị đại đệ tử Nghĩa là thinh vang A-la-hán của Đức Phật Và Có những vị Bồ-Tát Và hàng Bồ-Tát Thì có Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử A-giặc-đa Bồ-Tát Tức là Ngài Di-lạc Tức là Cần-đà-ha-đề Bồ-Tát Thường tinh tấn Bồ-Tát cùng với các vị đại bồ tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông thích đệ hoàng nhân thích hoàng nhân tức là trời đế thích tức là ông là vua trời đế thích thích đệ hoàng nhân vân vân đại chúng cùng để dự hội bây giờ đức phật bảo ngài trưởng lão xá lợi phát tức là đức phật nói nhưng mà kêu ngài trưởng lão xá lợi phát mà nói bởi vì ngài trưởng lão xá lợi phát là bậc trí trệ để nhắc trong hàng tinh vang bởi vì từ trước cái nay Đức Phật nói là toàn làm nói những cái pháp thuộc về thinh văn chứ chưa nói qua cái pháp đại thừa. Ừ. Nhưng mà Đức Phật biết Ngài Xá Lự Phật là cái bậc đại thinh văn là một người có trí tuệ. Cho nên nếu mà Ngài Xá Lự Phật mà nghe nghe là quan hỷ thì tất cả hàng thinh văn họ họ đều quan hỷ. Cho nên mới nói là bây giờ đức phật bảo ngài trưởng lão xá lự pháp từ đây qua phương tây quá mười muôn ức cõi phật có thế giới tên là cực lạc chính là đức phật thích ca chỉ hướng từ đây qua phương tây tức là cái hướng mặt trời lặn như là mười muôn ức cõi phật chúng ta cũng biết cái cõi phật nó rất là rộng lớn có thể là mười muôn ức phật độ không biết những cõi Phật như thế nào nhưng mà ví dụ như cõi ta bà này thì chúng ta thấy nó quá rộng lớn nó ở trong một cái cái hệ mặt trời này nó cũng là có vô số cõi rồi có vô số châu lục rồi nhưng mà một cái cõi như vậy chắc là nó phải có nhiều hệ mặt trời có phải không quá có bao nhiêu đức Phật thích Ca này là một tỷ mặt trời à, một trăm. Một coi, một của Đức Phật thích Ca mà 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 nói pháp này hoặc là trong kinh nói là có một tỷ một tỷ mặt trời một tỷ mặt trăng thì chúng ta thấy cái hệ mặt một hệ mặt trời thì biết bao nhiêu nghĩa là cái thế giới cái thế giới và nó có những hành tinh những định tinh rồi này kia xung quanh cái mặt trời nhưng mà nó có hàng tỷ đó, nhưng mà mười mười muôn ức cõi như vậy đó ừ. từ đây qua phương tây quá mười muôn ức mười muôn ức chứ không phải mười muôn mười muôn mà mười muôn ức cõi phật tức là chúng ta thấy nhưng mà tính theo hành tinh thì không thể tính đến được vô số vô lượng có thế giới tên là cực lạc ừ. bởi vì chúng ta trước hết chúng ta phải có đức tin chúng ta có đức tin nó bình an bình thường như là chúng ta nghe khoa học nói một cái hành tinh nào nó ở về hướng tây hay là hướng đông hoặc là một vì sao nào đó nghĩa là kích thước bao nhiêu và từ đây đó xa bao nhiêu khoa học người ta có thể lượng tính người ta nói lên thì thực sự là chúng ta sống trong thế giới văn minh bây giờ đó không ai là không tin thì hồi xưa thì Đức Phật chính mắt Ngài thấy và có cái vị A-la-hán hoặc là Đức Phật Ngài có thể đến đó được. Cho nên Ngài, Ngài bữa nói như vậy thành chúng ta cũng phải tin. Khi chúng ta tin nó trở thành cái sự thật ở trong lòng. Thành chúng ta nghe về cái cái tính chất đời sống sinh hoạt của cõi đó chúng ta thấy nó không có gì lạ thành nó nó bưa có cái cái cảm hứng mà để hiểu biết từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật có thế giới tên là cực lạc. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A-di-đà hiện nay đang thuyết Pháp. Nghe là Đức Phật hiện nay đang thuyết Pháp. Tức là Xá xa lợi Pháp cõi đó vì sao tên là cực lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui. Nên nước đó tên là cực lạc. Chúng ta phải hiểu cái cái cách mà Đức Phật nói là Đức Phật nói về cái sự thật cũng như không có khổ là con người ở đó không có khổ hoặc là không có cái sự sanh lão bệnh tử bởi vì chúng sanh sanh về đó là sanh trong hoa sen chứ không phải là sanh bào thai cho nên không chịu cái thân cái máu huyết dơ nhớp như cõi của mình vì thế cho nên chúng sanh không có cái khổ kia là già đau sống chết và cái cõi đó là cái cõi rất là đặc biệt chúng ta sẽ nghe phía sau đây xá lự pháp lại trong cõi cực lạc có bãi tầng bao lân bãi tầng mảnh lưới bãi tầng hàng cây đều đều bằng bốn chất báo bao bọc giáp vòng vì thế nên nước đó là cực lạc chúng ta thấy hàng hàng những cái tầng cây hay là những cái mảnh lưới nghĩa là gian ở phía trên hoặc là những cái hàng rào cũng như bao bọc này kia đó thì thật sự là bằng vàng bạc không bằng bốn chắc báo đó, bao quanh bãi hàng cây đều là bốn chắc báo bao quanh là vàng bạc lưu ly pha lê đó vì thế nên nước đó tên là cực lạc xá lự phát trong cõi cực lạc có ao bằng bãi chắc báo tức là cái ao bãi báo gọi là thất bảo thất bảo nên là vàng bạc lưu ly pha lê xa cừ xích châu mã não nên là bãi chất báo mà thành ao mà cái cót đó cót trong ao đó cũng bằng vàng đáy ao thuần chủng cót vàng trải làm đất nên ở trong di đà gọi là tỳ để kim nghiền cái cái ở dưới cái đáy đáy ao đó. vàng bạc lưu ly pha lê hiệp thành những thềm đường ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu cát cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ. Bởi vì chỉ có cái cõi đất của chúng ta đây, nó bằng đất, nó xấu xí. Hoặc là đất đen, đất buồn, đất đỏ, đất này kia. Chứ thực sự trên mặt đất này cũng có những nơi mà nó bằng đá, bằng đẹp. Ừ. Có, có, có ví dụ như trên hy Mã lập sơn hoặc là ở dưới đá những tầng biển sâu hoặc là có những nơi nó rất đẹp mà chúng ta không có biết được ừ. trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sen sắc xanh thời ánh sáng xanh sắc vàng thời ánh sáng vàng sắc đỏ ánh sáng đỏ sắc trắng ánh sáng trắng màu nhiệm tâm trong sạch tức là trong kinh mình thường tụng là thanh sát thanh quan, thanh là xanh quỳnh sát quỳnh quang xích sát xích quan, bạch sát bạch quan, vi diệu hương khiết đó. trong kinh gì là ở đây là cái nghĩa chúng ta thấy nó rõ ràng hơn cái đặc biệt là khi chúng ta nghe đó chúng ta ở trong lòng nó phải có một cái tưởng tượng thì chúng ta sẽ tin tin ở trong cái tư tưởng mình đó, thì cái công đức của chúng ta nó nó mới phát sanh được xá lợi phát lại trong cõi của đức phật đó thường tối nhạt trời Đắc bèn vàng rằm ngày đêm sáu thời qua trời mạng đà la chúng sanh trong cõi nước đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đãi qua đựng những hoa tốt đem cúng dường mười phương cúng dường mười muôn ức đức phật ở phương khác đến giờ ăn liền trở bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành cái đoạn này chúng ta thấy cái dân cực lạc cái thần thâm nó như thế nào nghe trong buổi sáng lấy cái đải đừng hoa đi cúng dường mười muôn ức phật bây giờ chúng ta đi mà đi một cõi thì cũng đi không nổi đi một nước còn đi không nổi mà đi về trong bữa sáng thôi thì như vậy biết cái thần lực của họ nó, nó như thế nào có một cái con gì trong cái ly nước này xa lời pháp khỏi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường nào là chim bạch thạc, khổng tước anh võ xá lợi ca lăng tầng già cộng mạng. những giống chim đó ngày đêm sáu thời tiêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diễn nói những pháp như là ngũ can ngũ lực thất bồ đề bát chánh đạo vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim thải điều niệm phật niệm pháp niệm tăng ở đó những con chim đó cũng giống như là cái máy của mình phát thanh vậy đó mà nó nói những cái pháp khổ như là tứ đế cái không hay là những pháp vô thường pháp vô ngã và nó nói tất cả những cái pháp trong bát chánh đạo nghĩa là gọi là chim nói pháp Xá lợi phát âm chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tội báo sanh ra thường thường là nó là súc sanh nhưng mà không phải như vậy vì sao vì cõi của đức phật a di đà không có ba đường dữ không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh Xá lợi Pháp, cõi nước của đức phật đó tên đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng pháp được tuyên được tuyên lưu mà biến hóa ra đấy thôi. Đó. Cũng như là chúng ta làm ra cái máy và chúng ta thâu âm rồi chúng ta phát ra thì cái công nghệ của cõi này nhưng mà với Đức Phật thì ngài có thể hóa hiện ra một loài sống cái, cái, sự sống này có thể quá hiện và sự sống đó nó mang cái âm thanh của a di đà và truyền lo rau chánh pháp cũng như là bây giờ chúng ta nói con robot rồi đó con robot nó 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 có thể nói được nó có thể trao đổi và có thể nói được tất cả những câu hỏi mà chúng ta hỏi đáp đồ này kia đó thì mình đây mình còn dùng cái máy mà nó còn nói được còn muốn chi là đức phật thì cái chuyện này nó cũng rất là bình thường thôi chứ không có gì khó. Xá lợi phát trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thổi đậm có cành hàng cây báo và và đậm vang động màu mành lưới báo làm vang ra tiếng vi diệu thí như trăm nghìn thứ nhạc đồng thời một lúc hòa chung. Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lầm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cũng như nếu mà lúc mà gió ở trên những cái đọt cây hay là những cái cây mà chúng ta nghe đó, nó cũng có cái tiếng vi vô, nhất là như cái tiếng của thông, hằng thông reo đó, nó rất là hay. Thì ở đó thì cái tiếng đó nó là phát sanh ra như cái tiếng Pháp, Pháp âm nói về cái khổ cái không vô thường vô ngã để cho chúng sanh tỉnh thức tỉnh thức cái cuộc đời này là nó nó không có gì mà vui bởi vì cái vui mà thật sự nó bằng những cảm giác như là bức xúc khi khi vui khi buồn thì thật sự đó không phải là cái lạc trú mà đó là cái khổ bất thường là vô thường và vô số cái sự vô thường vô thường khổ và tất cả nó đều trống rỗng nó đều không có chủ thể không có ngã xá lợi phát nơi ý ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiệu là ai di đà xá lợi phát đức phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế hiệu a di đà ở à, trong kinh gọi là đức phật a di đà là đức phật vô lượng quang vô lượng thọ vô lượng quang cho nên vô lượng quang phật cũng là tên của đức phật di đà có hầu quang của ngài chiếu khắp mười phương xá lợi Pháp đức phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a à, tăng kỳ kiếp nên hiệu là a di đà đó là vô lượng thọ cho nên mình cũng gọi là vô lượng thọ phật bởi vì không phải đức phật đó mà nếu chúng ta chúng ta sanh về cõi nước đó thì chúng ta cũng sống vô lượng vô biên cho tới nếu trừ trường hợp mà chúng ta muốn quá thân đi xuống cõi ta bà này hoặc đi độ chúng sanh mười phương thì nhờ có ai thần lực của đức Phật và cái thân quá sanh đó chúng ta có thể đi xuống tất cả thế giới mà để đi độ chúng sanh. Cho nên mình nghĩ thấy không có cái gì lợi bằng con người thì sanh tử chết đây sanh kia mà có thể chúng ta ở cõi ta bà chúng ta sanh hàng tỷ tỷ cái thân nhưng mà nó đâu có được gì đâu cũng đều tâm tối mù mịt mà giả tỷ đến một ngày nào một cái kiếp vị lai xa xăm nào chúng ta đắc quả láo như nữa thì thực sự chúng ta cũng lên chư thiên chúng ta ở hoặc nó còn có những cái cũng cũng là dư 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 báo dư nghiệp của thân xác ừ. cho nên nó không thể bằng cái 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 cảnh giới hay là con người ở thế giới cực lạc được ừ. Cho nên nói Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp hiệu là A Di Đà. Xá lợi Pháp Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lại đến nay đã được 10 kiếp. 10 kiếp là 10 kiếp số, 10 cái kiếp đại Ví dụ như 10 kiếp là 10 đại kiếp hay gì đó, hoặc là một tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp. Một kiếp đó nó rất nhiều, ví dụ như một cái tiểu kiếp là 16 triệu năm rồi một trung kiếp, một đại kiếp. Chứ không phải là nói mười kiếp, mười cái kiếp, kiếp, trăm năm nay thì không có bao lâu. Xá lợi Phật lại nữa, Đức Phật đó có vô lượng vô biên thanh văn đệ tử đều là bậc A-la-hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được hàng Bồ-Tát cũng đông như thế. Xá lợi Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy, xa lợi phát lại trong cõi cực lạc những chúng sanh vẫn sanh vào đó đều là bậc bất thối chuyển, bất thối chuyển tức là cái tâm nó không thay đổi nữa, nó không không nghĩa là không thối đọa nghĩa là không chuyển thành những cái tính chất để làm phàm thô, để tái sanh ra những cái hạng mà nạn nghiệp hay là cái tâm mình nghĩa là nó nó nó, nó sợ hãi lui sụt ở nơi con đường để thành chánh đẳng chánh giác tức là cái tâm thành phật nó nó luôn luôn nó đi tới cũng giống như là chúng ta học không bao giờ chúng ta nghĩ không có cái 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 cái, cái, gì mà trở ngại để mà chúng ta nghỉ học cho đến khi mà chúng ta đến đạt được tiến sĩ và đến trở thành những cái vị cao thâm nghiên cứu ví dụ vậy đó cho nên cái không thối chuyển là từ khi chúng ta sanh về đó cho đến khi chúng ta thành Phật. Chứ không có thối chuyển, không có bị đọa lạc nữa. Cho nên có nhiều vị bậc nhất sanh bổ xứ tức là ở đó một đời mà thành Phật. Số đó rất đâm, chẳng phải tính biến, tính đếm mà biết được. Chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói thôi. Xá lợi Pháp chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta sanh, chúng ta ở cõi đời này có nhiều kiếp nhiều đời mà chúng ta không được nghe. Mà bây giờ nếu chúng ta nghe đó thì Đức Phật khuyên, Đức Phật Thích Cao khuyên là nếu có chúng sanh nào nghe những câu kinh như thế này thì nên phát nguyện sanh về nước đó. Tức là nguyện con khi mạng sắp gần chung tận trừ tất cả những chướng ngại tận mạt thấy Phật A-di-đà đó vậy. Liền được quán sanh cõi quá cực lạc Cho nên chúng ta phải nguyện sanh về cõi đó Bởi vì chúng ta không nguyện sanh về cõi đó Thì cái nghiệp chúng ta nó đi sanh bậy bạ Có chút cái phước đất nó sanh lại làm người Rồi nó cũng tâm tối mê mùi Và trước sau chúng ta cũng lạc Lạc lầm mà đau khổ thôi Chứ không thể tránh khỏi được mà Nhất là có cái thân người này Thì chúng ta không thể tránh được cái lão bệnh tử được Thế đã sanh làm người thì tức là phải già, phải chết, phải đau khổ, phải chịu cộng nghiệp chung với tất cả thế giới. Kể cả mình phải sống chung lộn với súc sanh, ngạ quỷ. Nên là cho nên cõi này là cái cõi sống lẫn lộn. Nên là trong ta bà này, cái cõi trời thì nó xa. Chứ còn như là có cõi ma, quỷ hay là súc sanh, bò, trâu, chó, heo, ngựa, gà rồi thì trước tất tức là chúng ta sống chung hết nghĩa là có một khoảng cách nào đó thôi có lúc là nó không có khoảng cách có lúc là chúng ta nằm trên giường con chó nằm dưới giường hay là con heo nằm bên rồi gà vịt cũng cũng nằm đâu gần đó thì nó thật sự nó cái khoảng cách không bao nhiêu chúng ta coi như là sống chung ấy nhưng mà những cõi khác nó không có như vậy cõi chư thiên thì không có không có súc sanh như vậy còn cõi cực lạc thì hoàn toàn không có Chứ không phải là cõi nào họ cũng phải sống trong bữa heo, với bò, với chó, với ngựa đó. Chỉ có cõi ta bà này. Mà mình sống nó quen quá rồi mình đâu có, cũng đâu có ngán gì, đâu có sợ gì. Mình còn chịu nữa. Còn có người người ta còn thích nữa. Ôm con vật mà ngủ, con vật cưng mà ngủ nữa. Xá lợi phát chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đạn cùng với các bậc thượng thiện nhân tức là cái bậc người thượng thiện tức là cái bậc thiện câu nghĩa là nghĩa là ở trên đó. như thế câu hội một chỗ chúng ta ở với những người thiện lớn xá lợi pháp chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh không phải là chút chúng ta bố thí hay là thiện căn chút ít trên này kia mà chúng ta sanh về được nước đó đâu Đức Phật cho nên nói Bất khả dĩ thiếu thiện can phước đức nghĩa là đắc sanh bí quốc Tức là ở đây dịch là chẳng có thể dùng Chút cái thiện can phước đức Nhân duyên mà được sanh về nước đó Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào Nghe nói Đức Phật A-di-đà Rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, tức là chúng sanh nào mà nghe tên Đức Phật đó rồi mình niệm cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đó là chấp trì danh hiệu Đức Phật đó, ừ. hoặc là trong một ngày, hoặc là hai ngày, hoặc là ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày chẳng hạn, được nhất tâm bất loạn thì được được sanh về phước đó. Bởi vì niệm một tiếng Phật thì cái phước Đức vô lượng vô đi biên. Ừ chúng ta có thể làm phước suốt đời thật sự mà mình cũng không có đủ cái cái phước mà có thể sanh về cái cõi đó. Nhưng mà nếu chúng ta có cái nhân duyên phước đức mà niệm cái công đức Phật thì chúng ta sanh về nước đó. Bởi khi niệm Phật cái thì lòng chúng ta nó gần gũi với Phật và được Phật hộ trì và trong cái nguyện lực của thành lập của A Di Đà là để tất cả chúng sanh nghĩa là muốn sanh về nước đó hay là được gần gũi Phật thì được sanh về nước đó chứ chứ không phải là những cái khóc thì không được sanh cho nên mới nói rằng nếu có người nào tức là thiện nam thiện nữ nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì tức là giữ gìn danh hiệu của Phật Đức Phật đó hoặc là trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày một lòng không tập loạn thời người đó đến lúc lâm chung đức phật a di đà Nên không biết là hồi xưa tôi niệm nó có loạn bao nhiêu thì tôi không biết nhưng mà có thể niệm một ngày hay mà nhiều ngày tôi cũng có niệm rồi Nên lúc mà nghe cái này nghe kinh này thì tôi lấy một sư chuỗi này niệm có thể là suốt ngày suốt đêm nhưng mà nhất tâm không thì lúc đó mình không có kiểm soát được có thể mình vừa niệm vừa loạn cũng có vừa niệm vừa ồn ào hay này kia đó nhưng mà mình mình có niệm có niệm như vậy và có thể là niệm nhiều ngày chứ không phải là một ngày ừ. người đó lúc mạng chung tức là lúc sắp chết tâm thần không điên đảo liền đạn vãng sanh cõi nước cực lạc của đức phật a di đà tức là nhiều người chết lúc gần chết thợ hoảng loạn họ điên đảo ừ, họ nghĩa là họ nghĩa là cũng như nó nó, nó mất tất cả những trí nhớ điên đảo ừ. Xá lợi Pháp ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đây nên phải phát nguyện sanh về cõi cực lạc đây là lần thứ hai thứ ba gì Đức Phật nói rồi Đức Phật nói như vậy thì có công phải nên vãng sanh nên phát nguyện sanh về cõi đó nghĩa là đức phật là ngài không có nói nhiều nói những cái chuyện mà nó không có lợi ích cho chúng sanh nhưng mà khi ngài đem cái tâm từ mà khuyên như vậy thì chúng ta nên nghe lời đức phật nên niệm phật cho nên ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đây nên phải phát nguyện sanh về cõi cực lạc đó là lời kinh của đức phật nói Bây giờ mình lặp lại như thế đó. Xá lược Pháp như ta hôm nay ngợi khen công đức Phật. A Di Đà phương Đông cũng có đức Phật, đức A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quan Phật, Diệu Âm Phật và hàng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài Trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này nghĩa là Đức Phật nói chúng sanh phải nên tin tin cái kinh mà khen ngợi tán thán không cái công đức của Đức Phật và cái cõi cực lạc đó nghĩa là thề được hộ niệm và sanh về cực lạc đó tất cả các Phật đều khuyên đó là Giờ thế giới phương Nam Phương Đâm được phương Nam Có Đức Phật Như là Nguyệt Đan Phật Danh Vang Quang Phật Đại Diệm Kim Phật Tu Di Đan Phật Vô Lượng Tinh Tán Phật Hàng hà xa số những Đức Phật như thế. điều ở tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi nên phải tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư phật sợ niệm này nghĩa là cái kinh này nghĩa là xưng tán cái bất khả tư nghị công đức gọi là bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư phật sợ hồ niệm á tất cả địa, địa, chư phật đều ủng hộ đều khuyến khích cho mình vãng sanh và khuyên mình nên vãng sanh. Bởi vì Đức Phật thấy rất rõ ràng nếu chúng ta ở cõi ta bà này tu thì không chắc gì hết cả. Mười nó chưa chắc một hai nữa. Mà giả tỷ có tu được chút ý chứ thì thật sự có sanh thiên rồi cũng sanh trở lại. Cũng đi vòng vòng trong tam giới này. Chứ thật sự đời bây giờ đâu có phải dễ gì mà đắc A-la-hán. Mà dù có đắc đi nữa thì vị A-la-hán đó không có nguyện thì cũng không thể đi tới cõi cực lạc được. Trong kinh nói bởi vì cái cái nhân tiểu thừa ừ. đó, dù có giác ngộ thì giác ngộ chỉ có bản tâm nó như thế thôi, cái trung tâm nó thôi. Chứ còn cái cái tinh thần đại thừa rộng lớn với cái bi nguyện thì nó chưa đầy đủ như một vị Bồ Tát. Ừ. Xá lợi Phật thế giới phương Bắc, phương Tây rồi phương Bắc, có Đức Phật Diệm Kim Phật, Tối Tháng Âm Phật, năng Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, Hằng Hà Sa Số những Đức Phật Như Thế, Đều Ở Tại Nước Mình. Hiện ra tướng lưỡi rộng dài tùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên mà nói lời thành thật rằng, Chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật xã hội hồ niệm. Hồi đó có lúc tôi niệm Phật rồi tôi nghĩ nếu mà tôi vãng sanh về cực lạc á thì sau khi tôi đảnh lễ Đức Phật Di Đà rồi tôi đi hết tất cả những cái cõi mà các vị Phật mà khuyến khích khen ngợi đấy, để tôi cảm ơn các vị và tôi cũng coi thứ mối ông Phật nó như thế nào cái cõi đó như thế nào bởi vì lúc đó mình có một cái thần lực nó rất là rộng lớn thừa cái nguyện lực của Phật đó mà mình có thể đi khắp mười phương thế giới. Ừ. Cũng như lúc lúc mà mình ví dụ mình uh, mình trở thành một tỷ phú hay tổng thống thì mình có máy bay mình đi khắp xin cái quả đất này tất là năm châu lục mà mình đều có thể đáp máy bay mình có thể thì lúc đó mình có cái thần thông mình cũng có đi tất cả xá lợi pháp thế giới phương dưới có đức sư tử phật danh vang phật Danh quan Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật Và hàng hà sa số Đức Phật như thế Nghĩa là vô số Đức Phật như thế Điều ở tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài Trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên Mà nói lời thành thật rằng Chúng sanh các ngươi phải nên tiên kinh Xưng tán bất khả tư nghì công đức chức thiết chữ Phật rộ niệm Cõi của chư Phật có Phật hiện tại đó Mà người còn khuyên chúng sanh sinh về nước đó thì chúng ta thấy cái cõi của đức phật di đà đó nó gọi là bất thối chuyển hay chúng sanh mà sanh về đó thì không 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 còn bị lui sụp cái tâm nghĩa là uh, tiểu thừa hay là cái tâm phàm tục nữa mà nó đi một lượt đến cái 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 tâm đại thừa và không còn bị tái sinh nữa. Xá Lợi phát thế giới phương trên có đức phật là phạm âm phật tú vương phật hương thượng phật hương quang phật đại diệm kim phật tạp sát bảo hoa nghiêm thăng phật sa la thọ vương phật bảo hoa đức phật kiến nhất thiết nghĩa phật như tu di sơn phật hàng hà sa số những đức phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài Trầm khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh, kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở ô niệm này đó nghĩa là các đức Phật bốn phương rồi kể cả phương trên phương dưới đều khen đức Phật A Di Đà và xưng tán công đức đó và vô số đức Phật nói cái phương đó chứ một phương thì có vô số đức Phật đều khen cái công đức của Đức Phật cái Di Đà bởi vì biết cái lợi quá lớn. Ví dụ mình có thể sanh vào những cõi Phật khác, cõi tịnh độ khác, nhưng mà nó không có nắm chắc là bắt thối chuyện. Còn cõi Đức Phật Di Đà gọi là bắt thối chuyện, tức là đến đó một đời là làm Phật, chứ không còn bị tái sanh nữa. Đó là đặc biệt có Tây Phương Cực Lạc. Xá lợi phát vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì, thọ trì đó và nghe danh hiệu của Đức Phật. Thờ những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đạn chánh giác. Chúng ta thấy cái câu này nó rất rõ ràng, cho nên mình phải nghe cho rõ và phát cái lòng tin. rồi mình tin, hết mình tin đó thì mình chắc được vãng sanh. Còn nếu mình không tin thì mình chỉ cái chuyên thâu gọi là kiếp sau, nhiều kiếp sau mình mới mới được vãng sanh. Anh vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, tức là người đường âm thiện, người đường bà thiện, thiện nữ nhân là lương thiện á. Nghe kinh này mà thọ trì, tức là niệm Phật á. Nghe danh hiệu của Đức Phật, của các Đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ái đều được tất cả các Phật hộ niệm. Tức là các Phật giữ gìn, giúp đỡ, là chăm sóc cho hộ niệm. Đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng, chánh đảng, chánh giác. Đó. Cho nên nếu mình được nghe cái, cái, kinh này, nghe những danh hiệu của những vị Phật, nghĩa là mấy phương Phật, tán thán khen ngợi này, thì những cái người mà được nghe đó thì được Phật hộ niệm và điều được không còn thối chuyển nữa đạo vô thượng bồ đề nhưng mà ít nhất mình phải có lòng tin chứ nếu mình không có lòng tin thì nó cũng trải qua thôi xá lợi Pháp cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức phật nói đó đức phật đây là lần thứ ba thứ tư gì đó mà điều là đức phật khuyên là chúng sanh phải tin phải nghe xá lợi Pháp nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện sanh muốn sanh về cõi nước của đức phật a di đà thời những người ấy đều đang không thối chuyển nơi cõi đạo vô thượng trên đảng chánh giác nơi cõi đức phật kia hoặc đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh hoặc sẽ sanh về à. cho nên xá lợi phát các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước đó chúng ta phải phát nguyện phải sanh về cõi nước đó thì được sanh bởi vì cái lợi này chỉ có đức phật mới biết được chúng ta ở trong cõi này thì chúng ta có thể bị lưu chuyển bị đài ải làm người hay là làm nghĩa là vô số vô lượng chúng sanh rồi có khi được phước cũng làm chư thiên nhân lại rồi đủ thứ chuyện nhưng mà trong vô số tỷ năm nữa chúng ta vẫn cũng không có giải thoát cũng chưa chắc là chúng ta hoàn toàn hoặc là thanh Phật được nhưng mà cái thời gian đó nếu chúng ta sanh về cõi cực lạc thì chúng ta may mắn chúng ta có thể thành tựu được công đức như trong kinh nói đó. <laughs> đó. cho nên đức phật tất cả chư phật vì thấy cái lợi đó bởi vì biết cái sanh tử gọi là trong cảnh sách nói như là nắng kiếp tuẫn trần vị thường phẫn tỉnh hồi quan yểm một tế nguyện tơ đà nhiều kiếp theo trần khó mà phẫn tỉnh Xá lợi phát như ta hôm nay khen ngợi công đức chẳng thể nghi bàn của Đức Phật, có Đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Phật hay làm được việc khó khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời ác năm món trượt là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin bởi vì kinh này là một kinh khó tin bởi vì làm sao mà tin ở cõi xa xăm vô lượng vô biên mà có đức phật được Đó. cho nên bây giờ chúng ta um, có thể là cái nhân duyên mà chúng ta ở trong cái vấn đề không gian mà như khoa học nói là có vô số những cái cái, cái hệ mặt trời cái, cái những cái hành tinh xa xăm mà trong đó có hành tinh có người ở và hành tinh không người ở đó. ví dụ như những nhà khoa học họ lên mặt trăng họ cũng biết là trên mặt trăng có người ở lúc đầu người ta không có công bố nhưng mà sau này người ta cũng nói là trên mặt trăng có người ở cho nên người ta không lên nữa đó là tôi coi ở trong mạng nói như vậy đó thì mình thấy rằng có nghĩa là chẳng hạn như mặt trăng một thế giới nào đó có người ở nhưng mà không nhất thiết là chúng ta có thể thấy được một là xa xăm quá chúng ta không thấy được mà chúng ta có lên đó chúng ta không thấy được bởi vì cái người không nhất thiết là phải cái thân tướng như chúng ta thân tướng người ta có thể nó trong suốt hoặc là nó 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 nó, nó vô hình hoặc là người ta có thể hiện ra hoặc là người ta có thể biến mất cho nên vô số chúng sanh nhưng mà sự sống thì người ta có thể là như giống như mình hoặc là tinh khiết hơn hoặc là lạc tú hơn sung sướng hơn có khi người ta cũng có những cõi người ta khổ hơn cho nên nói xá lợi phát phải biết rằng ở trong cõi đời ác ngũ trượt mà thực hành việc khó này đang thành vô thượng chánh đẳng chánh giác và vì tất cả chúng sanh mà nói kinh pháp khó tin rất là khó tin. Đức Phật nói kinh này rồi, Ngài xá Lự pháp cùng các vị tất cả trong đời trời người A La Nghe lời của Đức Phật dạy đều rất vui mừng. Bởi vì khi mà Đức Phật nói cái kinh Di Đà này rồi thì tất cả chúng sanh đều quan hỷ lúc đó. Bởi vì Đức Phật nói tuy khó tin vậy nhưng mà chính mình miệng Đức Phật Thích Ca nói và trong thời nó đã đến thì tất cả chúng sanh đều tin cái điều đó. khi chúng ta tin rồi đó thì cái hình ảnh Phật, hình ảnh của cỡ cực lạc anh này kia nó có cái ấn tượng ở trong tâm mình nó có lòng và mình có cái ý thức đó à. cũng như là mình biết rằng ở trên thế giới này nó có một cái châu lục nào đó ví dụ Mỹ Châu, Âu Châu hay là Phi Châu Châu lục nào mà mình biết chắc rồi thì ở trong cái cõi nước của mình trong Châu lục của mình khó khăn thì mình có thể di dân người ta có thể di dân từ những cái vùng sa mạc đến vùng đồng bằng hoặc là cái vùng mà nó nóng đến cái vùng mà nó mát hay là chúng ta nhưng mà trước hết là mình phải biết trên thế giới này nó có những cái vùng như vậy nó nó dễ sống hơn dễ ở hơn khí hậu nó tốt hơn thì chúng ta có thể đến đó chúng ta thì chúng ta có phải tin cái cõi thế giới nước cực lạc là có thật đó, là có đức tin và cái đức tin đó với cái cái lòng mà chúng ta muốn sanh về đó muốn di cư về đó, đó. bởi vì chúng ta suy nghĩ kỹ chúng ta sống trong này chẳng bao lâu và chúng ta phải chết đi mà chết đi mình không nắm chắc mình về đâu được hết cả mình tu phải đến một cái độ nào mà mình biết trước cái ngày giờ mình chết và mình quyết định mình đi về đâu Nói mình phải dẫn dắt cái con đường tái sinh của mình ừ, nghĩa là mình mình sinh ở trong cái 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 chỗ mà mình quyết định hiểu biết thì mình lúc bây giờ mình bước yên ổn nhưng mà dù mình có biết mình sanh trở lại rồi giá tỉ như bây giờ mình dẫn dắt trong sự tái sinh cũng như các vị tây tạng đó nhưng mà mình sinh ra mình cũng còn phải tu nữa mình tu rất nhiều cũng không 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 bảo đảm là mình bắt thối chuyện ừ. bởi vì trong cái tu của mình chưa phải hoàn thiện hết mình còn những cái sợ sai lầm cái tâm của mình nó vẫn còn những cái tham cái lòng tham mà cái là có lòng tham là có tội bởi vì trong cái ham muốn đó mình chỉ muốn vừa với cái ý thích mình thôi trong khi mình có thể tổn thương cho cái người khác mà mình không có cái lòng từ mình không có cái tâm nghĩa là nghĩa là thông cảm với mọi người và cái tâm đó là cái tâm của mình nó bị khô cháy đi và nó gây được rất nhiều cái cái cái, cái nhân quả không không lành ừ. rồi nó sanh ra những cái ganh tị ghét này, kia mà nếu không có tất cả những cái đó thì con người nó cũng đằng độn nó cũng phải là một cái còn mình có trí tuệ mà thông minh thì mình cũng chỉ thông minh trong cái vòng vật chất thôi chứ mình không biết cái gì cả ừ. bây giờ mà cách cái vách này ta đứng ta chửi mình mình cũng không biết nữa à. một ngày nào mình đi mà người ta giết mình mình cũng không hay nữa nghĩa là đại khái mình không biết gì cả Tai mình chỉ nghe một khúc thôi mắt mình chỉ thấy như một làn tên vậy thôi quá xa mình không thấy cho nên cái ngũ quan của mình thật sự nó rất hạn chế dù cái tâm mình mình biết gì. mình chỉ biết những cái điều cần cho mình cần lợi ích hay là cái gì gì đó thôi chứ cái biết của mình rất là ít ừ. cũng như là mình học vậy mình học tới lớp nào thì mình biết lớp đó thôi ừ. và dù có mình học không học hết cái chương trình thì mình cũng biết ở trong cái chương trình giáo dục vậy thôi chứ đâu có phải mình biết bằng tính chất giống như mình đi du lịch Mà mình đi du lịch thì mình cũng biết một phần nào thôi chứ không thể biết hết được mình ở với nước việt nam này mà mình cũng không thể biết hết được nói thật sự chưa ngay trên cái núi này mình cũng không biết hết được nhiều khi tôi tôi cũng nói chơi tôi nói thiệt ngay trong một khoảnh đất này mình còn chưa biết hết nữa mình cái bằng chân mình không thể đặt dài sót được mình ở đây nhưng mình không biết chỗ kia chỗ nào mình đứng ở bằng chân đó thì cái tầm nhìn của mình theo con mắt mình mình mới biết cái chỗ đó còn nếu mình không đứng chỗ đó thì mình nhìn chỗ khác nó lệch đi à. cũng như những cái biết mình thì mình đó đó là những cái biết hạn chế chơi vậy đó chứ còn thật sự cái biết bao nhiêu trên cuộc đời này mình không nhầm gì mình biết chút xíu về những cái thời gian chuyển tiếp của nhân quả và những cái không gian hình lượng mình biết là một phần trăm một phần ngàn vậy thôi chứ không biết gì cả mà dù mình có biết hết thì được làm gì mình biết hết nhưng mà mình không thể làm cho quả tim mình không có ngừng đập được. quả tim mình một lúc nào nó hết đập hơi thở mình nó cũng nó ra mà không vào vào mà không ra. cho nên do như vậy cuộc đời này thật sự mình sống ở trong một cái sự bất thường, một trong tính chất mà không thường không bảo đảm gì cả một hơi thở mà ra không vào thì mình cũng đã sang cái đời khác rồi. Còn cái đầu của mình có lúc nó sáng chứ có lúc nó cũng tăm tối. Trong 10 người, trăm người thì thật cái, cái người mà sáng suốt thật sự cũng không không, không có không có nhiều. Mà mình có biết thì biết những chuyện xung quanh mình ăn, ngủ, đồ này kia thôi. <laughs> biết những chuyện bày bạ thôi. Chứ như ngoài những chuyện đó mình cũng không biết gì còn mình có học thì mình biết à, chút thinh thiên văn địa lý thì mình dòm quá con mắt mình quá cái tầm cái lỗ tai mình hay là những cái gì mình nghĩ được thôi còn cái gì mình nghĩ không được thì mình cũng không biết được nghĩa là mình đại khái là mình không biết gì hết đâu mà mình, mình có biết thì mình cũng làm gì mình biết là biết tất cả cái sự vật hay là những loài sinh vật và những đồ vật này từ đâu nó sinh cái, cái nguyên do từ đó nó sinh và nó sẽ tiêu mòn nó sẽ thay đổi nó sẽ chết chóc một lúc nào đó nó sẽ biến mất lúc nào đó mình không biết cái đó được con người mình cũng vậy nữa mình nghe nói sinh chứ mà thật sự mình đâu có thấy mình sinh đâu người ta đứng ở đâu đó người ta dòm người ta biết mình sinh chứ mình không sinh mình không thấy mình, mình ra đời bằng cách nào ấy cả mình không, không thật sự mình thấy mình chưa bao giờ có kinh nghiệm đó đâu bởi vì trong lúc đó mình tâm tối mình ở nó giống như một cái gì đó chứ mình không có biết được cho nên mình nói mình không biết mình sinh rồi đến lúc chết thì mình cũng không biết mình không biết lúc nào mình chết mà khi mình chết thì hoàn toàn mình không biết rồi mình đi về đâu mình cũng không biết mình có tồn tại ra hay là mình trở thành đất thành gỗ mình cũng không biết nữa có khi mình chết rồi nó ra đất mình cũng đâu có biết được à. còn cái thời gian khoảng giữa thì thật sự vui buồn thương ghét nó ồn ào nó rất là khổ biết bao nhiêu mình đâu có biết cái khổ đó đâu thế mình giờ thì mình có cái khổ gì một chút cái nó quay mắt đi rồi mình lại cười mình lại vui chứ thật sự con người nó khổ đâu có sướng ít gì đâu bởi vì mình chưa từng biết cái khổ của một cái người mà thật sự sung sướng hay là cái khổ của chư thiên hoặc là cái của cái khổ của những cái loài sống khác ở trong vũ trụ này mình chưa biết. Cho nên bây giờ người ta công nhận là Người ta nói có người ngoài hành tinh đó. Nhưng mình nghe nói vậy chứ mình đâu chưa biết Nhưng mà ác nhiên nếu có người đó Thì cái người đó ác nhiên họ sống khó hơn mình Có thể cái đời sống họ Có thể họ đi lại rộng rãi hơn Hoặc là họ có thể bay nhại qua hư không qua thế giới được à. Cho nên do vậy cái hiểu biết của loại người này Mình nó không có bao nhiêu cả Và cuộc sống mình là thật sự là ngắn, ngắn ngủi cuộc sống nó rất ngắn ngủi nó rất vô thường nhưng mà con người mình nó không có cái cái trí nó không có cái 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 hy vọng nó không có nghĩ gì hơn nữa cho nên hoàn toàn nó câm lặng nó chịu đựng như vậy nó chịu đựng như vậy thực sự nó rất khổ cũng như một người họ sống trong cái thời đồ đá đồ đầm họ sống trong cái hang hoặc những cái chòi ở những vùng đó nghĩa là mình nói có lẽ là họ sống cũng bình thường cũng giống như những con vật khác nó cũng sống con chim con chóc ừ. nhưng mà họ tuy là họ không cần nhưng mà nếu mà họ biết có cái thế giới văn minh này thì chắc họ không sống như vậy đâu bằng cách là hồi xưa mình cũng sống như vậy dù lần lần tổ tiên mình tiến quá lần lần mình sống với có cái đời sống vật chất văn minh như thế này và văn minh của cái cái ví dụ như cái nước này không bằng nước kia cái châu lục này không bằng cái châu lục kia ví dụ á châu không bằng âu châu yeah. nó, những cái nền văn minh mình không hiểu được thì cái sự hướng thọ mình nó cũng hạn chế lắm mình không hướng thọ ăn mặc hay là đời sống nhà cửa mình không không cho nên nhiều khi mình nhìn người ta những người họ có phước báo hơn họ sống một cái, cái ngôi nhà một cái phòng ngủ một cái phòng khách một cái chỗ mà để họ chơi rồi này kia nó mênh mông mà có khi mình sống cái nhà nó có chút téo teo chút xíu như hồi tôi ở trong núi che nó đâu có hai ba thước hai thước mình nằm vừa cái chỗ thôi có khi mình chỉ nằm cái giẫm rồi có khi mình nằm trong cái hang rồi mình tự hào ngã mạn mình cho là ghê gớm lắm mình thấy là đủ rồi tôi không cần gì nữa này kia nhưng mà nó không phải vậy thực sự cái cơ thể của mình nếu nó rộng rãi hơn nó toán mát hơn thì nó cũng khỏe hơn chứ, Đó. chứ mình nói vậy nó tôi đâu có cần khỏi phật rồi làm chi tôi đâu có cần chư thiên trời rồi làm gì tôi sống cũng vậy được rồi thì cũng giống như con heo rừng nó nó tôi thấy vậy cũng được rồi tôi giảng một bài sáu ngày trong cái hang này, lục bịch lục bịch tôi đi ra kiếm ăn này kia tôi chả có sợ gì đó thế giới nó cũng vậy nữa nó cũng luôn luôn nó tự hào vậy nó chả sợ gì hết đó. nhưng mà đến khi đến cái khổ thì thật sự nó có cảm giác được chứ không phải là nó không cảm giác nó sẽ biết được cái xúc thở và đồng thời cái ý nghĩ trước đó nó nó nó, nó quên đi nó, nó chỉ có cái sự khổ cực sợ hãi thôi cho nên do như vậy mình mình căn bằng mình xóa đi hết tất cả những tư tưởng và để mình có một cái tánh biết trong sáng mình mình nhìn lại mình nhìn lui lại mình thấy nó như vậy như vậy dù mình phóng hiện về phía trước dù mình không biết cái gì nó xảy ra nhưng mà mình có thể cảm giác mình muốn gì nghĩa là trong cái sự sáng suốt mình mình cũng có thể hướng về một cái gì nó nó văn minh hơn an lạc hơn sáng tạo hơn Chứ không ai mà chấp nhận Mà mình cứ ở một cái chỗ như vậy hoài Mình sống như vậy hoài Người ta luôn luôn vậy đó Nhất là trí tuệ Của mình đó Thì mình luôn luôn mình muốn có một sự thoải mái hơn Đó là đời sống vật chất Còn cái đời sống tâm linh đó, Thì nó lại Phải cần mình có cái trí tuệ hơn Mình mới mình, mình mới có sự hiểu biết Ừ cũng như bây giờ có những bộ sách mình thấy đó Chứ mình đâu có đọc được ừ. Ví dụ như một vài bộ sách Như là tra Hay là Chí Tôn Ca Hoặc ừ. là một vài cuốn sách đó Thật sự có nhiều người Tôi nói có cái bộ sách của bác sĩ Pilot nó hay lắm Chùa có cái cuốn sách đó Hai cuốn dài có, cuốn dài này. Rất là hay nhưng mà thôi cái những người đọc sách có khi cả có khi tôi giới thiệu cả chục người thì chưa là chưa có người nào đọc còn uh, tiểu thuyết thì nhiều người họ đọc nhưng mà những tiểu thuyết hay thì họ cũng không có đọc nữa đó là mình nói cái văn hóa rồi chú ý thôi chứ thật sự mình bởi vì cái cái biết là có hai cách Đấy là ta tận dụng, nghĩa là mình đứng ở trên cái mảnh đất đó mình nhìn được tất cả cái hiện tượng tâm vật đó. Còn cái thứ hai là trong đầu óc mình nó tưởng tượng và nó nó sống trong cái ảo tưởng và cái ảo tưởng đó có có cái đứng về cái không gian hay là cái thời gian ký ức ấy thì nó ảo tưởng nhưng mà đứng về trong một cái thực tại ấy, thì nó mở mang, nó trống rỗng và nó phát sinh một cái trí tuệ không có hình thức, không có âm thanh Tức là mình ở vào cái chỗ vô ngôn Thì tự nhiên mình biết rất nhiều Cái chỗ không có niệm thì mình hiểu rất sâu à, Nhưng mà điều đó mình chỉ nói trong tôn giáo thôi Mình chỉ nói trong những người mà họ học kiếp rồi thôi Họ biết những cái từng lớp tâm lý à, này kia thôi chứ còn như bình thường thì mình nói tiềm thức, mình nói hiện thức rồi người ta cũng đâu có hiểu cái gì đâu. À. vì thế cho nên cái sự hiểu biết mình nó cũng còn thiếu, à. mà nó thừa cái không biết, nó thiếu cái mình có thể biết được. cuộc sống mình vậy, cái lạc của mình cũng rất thiếu, nó thừa cái sự mệt mỏi, cái sự khổ, cái sự khổ thì lúc nào mình cũng khổ. nhưng mà mình chấp nhận chịu đựng quen thì nó không khổ. Nó không khổ là bởi vì mình không biết cái khổ Trong cái khổ đó nó vẫn khổ Cũng như bây giờ tôi nói tôi hồi đó tôi ngủ trong hang Tôi lên núi này tôi nằm dưới đất rồi tôi thế này tôi cũng sướng lắm Thì nói nói là bởi vì tôi chưa biết cái sướng lúc đó là gì Thì cái đó là nó, nó tôi chấp nhận thì nó tôi, tôi chấp nhận mà tôi khỏe mạnh thì tôi nằm đó Nghĩa là tôi thấy nó nó lạnh chút mà tôi chịu đựng được tôi không bị trúng gió rồi này kia thì tôi tôi tự hào tôi nói là mình là một người tu ghê gớm rồi này kia đó thực sự thì nó 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 rất là tầm thường đâu có gì đâu chứ đâu có phải là tu như vậy là là ghê gớm đâu nên vì thế cho nên cái cái vấn đề gì cũng vậy thế mình mình tự hào hay là mình ý thức mình bị cái ý thức cùng cái cái hình tướng đó thì mình không thấy gì cả. Cho nên mình phải ra khỏi cái ý thức đó. Thì mình mới biết cái cái, cái biết của mình. Bởi vì sao? Cái ý ở bên trong á thì là cái tướng của mình á nó 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 ở trong một cái quy định cố chấp mình chỉ ngưng đó mà thấy bên ngoài và biết bên trong nó như vậy thôi. Đó là cái 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 tưởng của mình nó ngưng đậm, nó thành cái hiểu biết của sự nhóm cái trong cái 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 tính biết của mình đó. Mình chú tâm là mình mình chú tâm mình gom cái 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 không gian mở ra nó thành ra một cái hình thức của cái thức cái cái biết gọi là ý thức là biết ý là mình nhóm lại ở trong một cái vùng ở bên trong hay bên ngoài mình ý thức về bên trong thì mình có thể biết về cái sự vui buồn thương ghét của mình hay là cái tất cả bãi tình mình đó nó nó, nó, nó cho nên nó là bãi sứ tình che lấp vắng khinh thanh đó. mình không biết cái tính chất nhưng mà nếu mình ý thức mình có thể biết cái vui buồn thương ghét muốn ưa của mình như thế nào à. ừ. Còn bên ngoài thì nếu mình ý thức thì mình cũng sẽ thấy những cái cái hiện tượng của vật chất nghĩa là màu sắc hình lượng lớn nhỏ vuông tròn hay là tất cả này kia chứ mà thật sự mình không thể thấy sâu vào trong đó được cũng như cách qua một cái vách tường này mình không biết ở ngoài đó là gì qua cái tầm nhìn của mình mình không biết cái xa hơn cái tầm nhìn đó là cái gì nhưng mà luôn luôn có người của mình mình dễ dãi mình chấp nhận mình nói như vậy cũng đủ rồi À, cũng như là à, à, con sẻ mà nó bay là đà trên cái cái bờ bờ dậu bờ rào rồi kia nó cũng bằng làm rồi nó thấy những con chim hạt những con chim lớn mà nó bay xa nó cần gì mà đi xa vậy ta ở đây ta cũng đủ rồi nó là đà tự cành cây này nó truyền qua cành cây kia đó à, bởi vì nó không biết cái, cái chỗ rộng lớn của của không gian của thế giới là như thế nào bởi vì cái tâm nó nhỏ cho nên nó cũng không muốn biết à. Còn con hạt hay là con đại bàng hay là những con rồng rồi nó đi mênh mông qua thế giới Thì thật sự nó không biết Cái không biết cho nên nó cũng không cần Và nó chịu, nó chấp nhận cái đó Có khi nó tự hào, nó nói Làm gì mà đi đâu cho xa Bay chi cho cao như vậy Té, ta ở đây còn sướng hơn nữa này kia vậy à theo đó là theo cách nói của Trang Tử vậy đó. À. cho nên đời sống này là thật sự do cái tâm ý của chúng ta thôi. À. cho nên có hai cách, một là mình có cái đức tin, đức tin của những người phát minh, của những nhà khoa học chẳng hạn vậy đó, họ biết cái thế giới này nó nó rộng rãi đến đâu và nơi nào nó có những cái cuộc sống mà nó vĩ đại hơn, nó có những hạnh phúc hơn chứ không nhất thiết là cái quả địa cầu chúng ta. Có vô số hành tinh, có thể có những hành tinh nhiều khi nó nó sang cả hơn, nó rộng rãi mênh mông hơn. Nhưng mà chúng ta không vào được đó là bởi vì hoặc là do khí hậu, do thời tiết, hoặc là do cơ thể chúng ta không phù hợp. Và trước hết là chúng ta không có khả năng để đi đến đó ừ. Ví dụ như bây giờ mình có khả năng có thể lên mặt trăng, nhưng mà chưa chắc mình lên đó mình ở được à. mà nếu mình có ở được thì nó cứ là cái số rất ít và rất ít bởi nó cần phải có những tiện nghi nào đó mình mới ở đó được đó là những cái, cái, cái thế giới gần với còn có những vì sao á, có thể là mình cũng lên tới được nhưng mà không thể ở được à. cho nên do như vậy thì chúng ta luôn luôn chúng ta phải chấp nhận cái hiện tại mà nó đã chấp nhận tức là trong lòng chúng ta không thỏa mãn đâu con người cái, cái tâm nó là không giới hạn nhưng mà cái biết thì giới hạn cho nên cái tâm nó phải theo cái chỗ biết mà nó, nó, nó bằng lòng à. chứ nó không nó không thể biết hơn nữa cũng như con người mình biết tôi là tôi là bây giờ cái này cái kia nhưng mà cái bây giờ mình cũng không biết cái thời gian là gì và cái không gian của mình nó là gì mình không rõ ràng cho nên mình không rõ ràng thành cái mức mà mình muốn muốn, muốn lan xa muốn đi xa hơn nữa nó không, không đủ và mình không có kinh nghiệm đó cho nên mình thấy cũng không có sự khởi, khởi 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 ý không có thích không có muốn bởi vì mình chưa có kinh nghiệm như thế nào làm sao mình muốn được cho nên cũng như con người họ sống cái vui là cái vui ở trong cái sự ồn ào khích thích người ta cái vui bởi vì cái, cái, cái mà nó không vui cái buồn đó là nó đứng im nhưng mà người ta không chấp nhận cái tâm nó im lặng quá như vậy đó nó hoảng hốt nó sợ thành nó phải tìm cái vui nhưng mà nó không biết cái vui là cái nó đã đổ vỡ nó 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 nó, nó chênh lệch bởi vì cái vui không phải vui hoài mà nó vui nó sẽ buồn bởi vì đã nói cái vui thì nó sẽ có cái buồn có cái vui chốc lát thì nó buồn và có một cái vui lâu dài nó cũng buồn lâu dài là ví dụ mình sống um, với những người bạn tâm đầu ý hiệp nhưng mà một lúc nào nó không hợp hợp ý nhau mình phải chia ly mình phải biệt ly ừ. sanh ly tứ biệt thì nó rất khổ ừ. cho nên muốn mà không được cũng cũng khổ mà không muốn mà những cái sự ồn ngào những cái gì nên là nó bất mãn nó sống mình cũng khổ không thích mà mình những cái những cái cuộc sống nào đó nó dồn nén mình mình cũng khổ, mà mình thích không vừa ý nó cũng khổ. Ừ. Ngoài những cái khổ mà nó, nó sanh già bệnh chết nó còn có vô số cái sự khổ. Đó là chưa nói khổ hàng ngày. Ăn uống ngủ nghỉ đồ mặc đồ khi là vừa khi không vừa, khi nó đúng khi không đúng rồi mình phải ráng chịu ép mình rồi bài đặt nó mình nhẫn nhục Mình tu đồ này kia đó Chứ không nhẫn nhục thì làm gì Không nhẫn nhục thì mình phải khổ Cho nên mình phải nói vậy để cho có đạo đức Rồi những người họ Họ là thấy đó họ đón kính Người này nhẫn nhục sống vậy Chứ không biết là cái người này họ không sống vậy Họ cũng không thể làm vậy Cho nên họ bài Tôi Nhiều khi tôi nghĩ cho nên tôi nói thật sự tôi rất buồn Tôi thấy thật sự vậy tôi, tôi nghĩ là đây là cái nghiệp Cái nghiệp Chứ hồi nhỏ thật sự Thiếu gì thật sự cũng thiếu gì cái chuyện mà sao Không không đi nhà, nhà, Chạy vô cái chùa cái rồi nó kẹt rồi tới bây giờ phải làm làm thầy chúa đủ thứ chuyện mình phải tìm những cái chỗ mà nó lợi thế, cái 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 đồ, cái chỗ lợi, cái chỗ mà nó nó ấy của mình, à. mình 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 chịu, mình chấp nhận rồi lấy cái đó mà nói. chứ thật sự tôi thấy nói như vậy, thật sự những người họ tu họ không đồng ý. chứ 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 thật sự là tôi thấy nó cũng vậy thôi. nhưng mà có một điều á là tôi thấy cái chấp nhận cái bằng lòng ở trong bất cứ cái cái trạng thái tâm nào bất cứ cái hoàn cảnh nào thì cái đó tôi mới thấy là cái an ủ cho nên cái lúc tôi mặc cái áo này thì tôi tự hào tôi mặc áo này lúc nào tôi mặc áo ngán thì tôi phải bằng lòng cái áo ngán <laughs> tôi phải bằng lòng ở trong tất cả cái sự xảy ra không phải là cái bằng lòng mà tôi hợp thức quá hợp cách ở trong đó à. À. cũng như là trong thiền người ta nói ăn đói ăn khát uống vậy đó đói thì ăn. <laughs> nhưng mà cái đó cũng bài đặt <laughs> chứ đói mà không ăn cái đâu chịu đâu à. cho nên tôi thấy mấy, mấy ông tu nó là hại lắm <laughs> nghĩa là thật sự nói nó có luôn luôn nó có cái lý nhưng mà nhưng mà tự mình tự câu mình bài đặt mình nghĩ là cái lý đó là nhất rồi cao thượng rồi thì tôi thấy nó không phải có thể những người họ sống bụi đời họ cũng vẫn có cái vui họ vẫn có những cái, cái cái tốt họ đừng có so sánh đừng có so sánh mình sống trọn trong cái khoảnh khắc đó à cho nên tôi từng đọc sách những cái người mà sống dưới gầm cầu đó, họ sống dưới gầm cầu họ không có nhà họ ở đó thì có những khoảnh khắc họ cũng không phải khổ họ vui nếu mà cái đó mà cho họ vô cái nhà chưa chắc họ bằng lòng nghĩa là họ yêu quen vậy à. cho nên cái đời sống nó chỉ là một cái thói quen chấp nhận trong cái thói quen đó cũng như chấp nhận trong cảm giác đó rồi cùng hòa tan với cảm giác đó mình là cảm giác đó thì lúc đó nó mới thật. Ừ. Cho nên tôi ví dụ bây giờ tôi ngồi đây. Tôi có cái tôi ngồi lâu thì nó đau lưng ví dụ hay nó có gì đó. Nhưng mà tôi nói à mình cần phải nói hay cần phải làm gì đó nó có phước đức mình phải ráng ngồi. Thật sự thì cái điều đó tôi cũng giả dối thôi. Nhưng mà nếu tôi có cái khả năng tôi biến đổi cái cảm xúc tôi. Nghĩa là tôi cái cái khổ đó tôi biết cái từ nó là khổ thọ mà nó là một cái 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 gọi là khổ thọ ở trong cái ấm giới nhập thì khi tôi biết như vậy tự nhiên ở trong lòng của tôi nó không có cái phản đối không có sợ hãi tôi thấy nó là như chính nó và cái tư cái tâm của mình thấy như chính nó thì cái cảm giác của nó nó không có phản đối nữa nó không trở thành bởi vì nếu nó là nó thì thân với tâm nó là hợp nhất là một thì cái cảm giác nó là như thế ừ, nó là như thế nếu mình so sánh một cái khóc thì mình thấy không thoải mái nhưng mà không có so sánh cái khoảnh khắc mà không so sánh là cái khoảnh khắc nó đồng nhất là khoảnh khắc đó là nhất tâm chính trong cái nhất tâm đây mình nó gọi là mình thoát qua những cái sự khó khăn của cảm giác xúc giác và nhất là những cái tư duy phiền muộn đó. mà muốn như vậy tức là con người mình nó nó phải có cái biết chứ không phải có cái nghĩ nghĩ tức là mình tưởng mình kéo về những cái cái hình ảnh những cái cái kinh nghiệm của quá khứ tức là mình tạo ra một thời gian nghĩ tưởng nghĩ tưởng mình lấy cái thời gian để mình kéo trở lại mình không có cái hiện tại cái hiện tại mình chỉ nói thôi bởi vì hiện tại nó không có cái nghĩ nó không có cái cái mà gọi là nó nó biết hay là bây giờ cái cái hiện tại là cái nó đồng nhất thân và cảm giác nó không có ý nghĩ và nó đồng nhất được nghĩa là nó hoàn toàn nó nó vô niệm thì cái lúc đó là cái, cái biết đó là hiện tại mà nó không có so sánh thì cái này nó vượt qua cái tính chất phiền muộn cái tính chất so sánh cái tính chất đối chiếu phân biệt này kia đó cho nên nó không có cái dư nghiệp dư tâm rằng tôi là như thế này tôi là như thế kia à. cho nên đức phật dạy cái thọ nó chỉ là cái đó nhưng mà nếu mình không có người thọ thì cái đó nó đâu có làm gì mình đâu cho nên đức phật nói thọ chỉ là thọ tưởng chỉ là tưởng đó. chỉ là cái chữ chỉ là đó tức là không có cái người không có người nói về nó không có người chịu đựng cho nó không có người cân nhắc để mà so sánh để mà nghĩ ngợi về nó tức là nó chính nó đang biết nhưng mà mình đừng có nghĩ là tôi không biết bởi vì cái biết thật sự nó đồng với cái không biết nó không có tướng dễ cả nó không có khách thể yeah. cho nên mình mới nói rằng cái cái mà gọi là hạnh phúc á tức là cái đồng đồng với một cái cảm của bây giờ tức là nó ở vào cái thời gian mà mình không có đối chiếu không so sánh không nhớ lại tức là không phải là thời gian của ký ức mà cái thời gian nó là, là cái không gian của hiện tại bởi vì mình kéo cái không gian quá khứ trở lại nó thành ra cái bộ nhớ gọi là thời gian quá khứ mình tưởng tượng một cái không gian trong cái chiều ngược lại nó chưa tới thì chính cái tưởng tượng của mình mình nói là vị lai bởi vì nó không có toàn là do tưởng mình còn cái không gian thì không gian bây giờ với không gian một ngàn năm trước nó cũng như nhau thôi ừ. nếu mà nói theo khoa học thì nó có thể bây giờ nó nhiều bụi bặm hơn nhưng mà nếu người ta lọc sạch thì cái không gian đó nó vẫn là không gian ừ. còn cái thời gian là do cái ký ức của mình nó nhớ lại và nó 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 lưu niệm rồi nó tưởng tượng đó nếu chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta vượt qua không gian và thời gian chúng ta vượt qua không gian thì cái, cái 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 thân thể thân hình của chúng ta nó ổn định hơn nó không có cái sợ hãi so sánh tức là nó không có nghĩ mình già đau bệnh chết vậy cả nó là cái cái thực tại của bây giờ nếu nó xảy ra một cái gì đó thì chúng ta sẽ thấy nó như là cảm giác, cảm thọ chứ không phải là nó tôi khổ tôi đau nó không có chủ thể để mà nói cái chủ thể đó nó cái tôi đó, nó nó chỉ là mượn cái đó để nó nó dựng lên ừ, nó dựng lên một cái 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 gọi là cái chủ thể ừ. nếu không nói tôi nó không biết nói cái gì nhưng mà thật sự hoàn toàn nó không có tôi đâu ừ. cảm giác là do nó cọ sát với nhau mệt mỏi và nó sanh ra cái bức xúc cũng như nóng là mình để mình ở vào cái 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 thời gian nghĩa là cái nhiệt độ của mình nó nóng hoặc là mình để trong tay ở trong nước trong lửa nó nóng tức là cái tính của vật chất vật lý đó nó nó sát nhập và mình có cái cảm giác cảm giác nó chịu không nổi cảm giác đó là nóng nhưng mà nhưng mà thật sự là nếu mình biết nó thì có thể nó giảm đi được rất nhiều nếu mình hoàn toàn biết mình là chính nó rồi mình không phân biệt thì mình có cái khổ nhưng mà cái khổ đó nó không có cái tạo thành cái thời gian của nghiệp của một cái sự kêu bằng thân phiền hay là kêu oh, nó, nó 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 tức giận hoặc là mình hận thù vậy bởi vì cái hận thù là một cái tính chất tưởng tượng tưởng tượng mình nó lưu niệm trở lại nó không có cái bây giờ Cho nên Không cần phải thiền Nhưng mà con người phải sống phải thực Ở khoảnh khắc nào phải biết khoảnh khắc nó ừ. Tức là thực sự không có khoảnh khắc Mà chỉ có cái biết thôi Cái biết tức là nó không có thời gian Và nó cũng không có không gian vậy cả Và nó là Lúc nào nó cũng cái bây giờ mà nó 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 cái bây giờ là để nó còn ở chút ăn ủi vậy chứ thật sự nó cũng không cần cái bây giờ vậy cả nó sống là sống thôi ừ. cho nên nếu mình không có sắc thân này mình qua khỏi cái sắc thân này rồi mà cái cái chỗ mình không có đặt cái thời gian không gian không còn nhớ lại tức là cái nghiệp mình nó sẽ không còn nữa tiêu mòn bởi vì nghiệp là gì nghiệp là một cái sự nhớ lại một cái dấu vết của thời gian mà thời gian là cái ký ức trong tưởng tượng thôi chứ không gian cũng cái không gian này mà mình nói ngày hôm kia ngày hôm kia thế này thế kia là mình nhớ lại một sự việc mình nhớ lại một vấn đề nào đó mà khi mình nhớ như vậy là cái nhớ của mình nó, nó tạo ra hình ảnh đó nó lưu niệm và cái lưu niệm bằng cái gì bằng cái cảm giác cảm giác lúc đó mình không thoải mái cho nên nó ấm ức hoài còn cảm giác lúc đó nó quan hỷ nó khoái lạc cho nên mình nó cũng lây lan nó cũng lăn lăn tới bây giờ thì mình mình bị cái cảm giác đó mà mình mới nói là thời gian không gian ừ. chứ chứ mình không nói nếu mà một người mà ta sanh ra ở trong một cái cái nhà tối cũng như một cái hầm vậy đó mà chưa cho không cho nó biết cái gì ở bên ngoài mà nó sống cho tới lớn nó cũng biết cái không gian là cái gì ừ. Mà cái người đó nếu mà gặp một cái bậc đắc đạo nào đó Thì điểm hóa cho nó cái suy nghĩ Cái mà bởi vì con người nó có thể âm ý bên trong Nó tạo hình, nó tạo một cái ức tưởng nào đó Thì chính cái đó, nó hiểu được cái đó là nó giải thoát Bởi vì tất cả nó đều do tâm Bởi vì tâm này là tâm thức, tâm tưởng, tâm ý, tâm tình Chứ không phải là cái chân tâm Bởi vì chân tâm thì nó không có tâm Ừ. Mà nó chỉ có cái thức biết thôi ừ. Cái thức nó là biết ừ. Còn cái tâm nó vô tư thôi ừ. Cho nên nó nhóm lại Bằng cái, cái, cái nhóm lại ở trong một điểm Trong nó kéo dài qua một cái không gian hay qua vật thể gì đó Thì nó gọi là cái ý Trong cái ý đó nó, nó tự biết Đây là một đường thẳng đây là một cái cái vòng tròn hay là đây là một cái 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 gì đó màu sắc và hình dạng và này kia ừ. thì thì nó nói đây là cái vật thể và và nó là cái gì đó chứ nó không có đo đếm nó không có nói cái này là bao lâu mà con người của nó vậy đó cho nên nó cho nên mình chia ra cái thời gian tức là cái quá khứ mà mình lưu niệm mình nhớ lại À, cho nên chúng ta cho nên tôi ít khi mà tôi, tôi 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 bị cái chuyện đó cũng như tôi có bữa tôi ra tôi nói hồi tôi nói ủa, sao có xíu xíu à thật sự trong tâm tôi nói chừng cỡ nhưng như nếu có thời gian thì nó chỉ cỡ cỡ bằng năm phút thôi tôi đi vô tôi thấy, Ủa sao mình mới ra mình vô rồi tôi không có thấy cái đó thật sự vậy đó nhưng mà cái đó nó cũng làm nguy hiểm cho cái tính chất khi mình nói chuyện đó mình không biết thời gian à. Bởi vì sao? Bởi vì tôi sửa ngay trong cái cơ thể tôi. Nếu tôi nếu nó mỏi mệt thì tôi dai về hoặc là tôi làm sao cho nó tan biến cái cảm giác đó thôi. À, cho nên nó không có cái khổ đó. Tôi ít bị cái khổ đó lắm. À, cho nên tôi không, không biết sao mà tôi rất là yếu chứ tôi không phải là mạnh. Nhưng mà tôi có thể ngồi rất là lâu. Nếu mà đi tôi cũng có thể đi rất lâu. Tôi có thể đi kinh hành một ngàn vòng. Nó thì thực chứ không phải một trăm vòng cho nên hồi xưa tôi tập niệm Phật, tôi đưa đi niệm Phật, tôi đi suốt đêm mà, suốt đêm ở Bình Cù Lao tôi đi ra ngoài đường tôi đi tới hai ba giờ sáng. Bởi vì sao? Bởi vì cái ý thức mình ở trong tất cả cái động của mình đó, thì nó không có bị nó nó không có bị chênh lệch, nó nó tạo ra một cái sự đùn nén của của cơ bắp cho nên cũng như cái tay của mình mình coi bóp co bóp co bóp vậy không có gì cả nhưng mà giá trị mình bắt buộc mình phải nắm cái gì phải làm cái gì đó mình ý thức thì mình thấy nó mỏi liền còn bình thường mình dài ra mình đừng có gì thì nó không có mỏi được cho nên nó nó có một cái gì ở trong này nè à. cho nên bây giờ mình không biết đó, thì thật sự mình cũng không thấy mình sức mạnh ở đâu mà mình cũng thấy mình yếu nói chừng nào thì nói như chừng nấy thôi nhưng mà bởi vì mình mình biết mình thân thể cho nên tự nhiên mình mình làm ra cái mạnh mạnh bạo nhưng mà thật sự thì nó không có gì cả cho nên cái đó nó ở đâu cái lực nó ở đâu cho nên tất cả cái nó gọi là nang cái nang có nghĩa là tâm tâm nó vô hình mà nó tràn khắp với người nhưng mà đặc biệt nếu mình đừng có cái vọng tưởng, đừng có bị một cái gì khổ, vui hay là cái gì nó quá đáng, nó rộn ràng thì cái năng đó nó bị hạn chế. Còn cái lượng là mình sanh ra nhiều cách. Ví dụ như mình sanh ra cái tay mà làm việc thì tự nhiên nó làm việc rất tốt. Cái chân mình đi, cái thân mình vận động hay là có thể nó giữ được cái, 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 cái sức mạnh của mình. Cho nên cái sức tôi thì thật sự tôi không thể cầm một cái cây 5 7 kg được. Một kg nó cũng là nặng nhưng mà tôi có cái cây sắt tôi thường thường tôi cầm vậy để tôi coi thử cái sức nó yếu vào cái tuổi tác này nó nó có bị lệch bao nhiêu không. Cho nên mình đừng có bị trước ý, tức là bị cái ý thức mà nó chấp trước một cái gì thì cái thời gian của mình nó còn giữ được trong cái cái vấn đề cơ bắp của mình với sức mạnh Ừ. Ừ. Cái thời gian nó không có Thì cái không gian Ví dụ bây giờ tôi muốn đi dạo rừng Thì tôi nhìn cây cối vui vẻ Tôi đi hết núi này Tôi cũng thấy nó mỏi hay là này kia Chỉ từ đi lên cái dốc Thì mình phải cúi xuống Mình phải làm một cái thế Để có cho cái xương sống mình Nó nó khỏi có ép nhau Thì mình có thể vượt lên trên cái Một cái, cái dốc được Mà nó không mỏi Đó là mình làm một cái tính chất Theo cái kỹ thuật Nghĩa là thể thao vậy thôi cho nên mà mỗi cái như vậy nó có cái cái khó khăn cái kẹt của nó mà mình đưa ra một cái tính chất để, để mà thông thông dụng thì nó trôi chảy trong đầu óc mình cũng vậy nữa hệ nó căng thẳng cái nào thì mình phải ý thức ngay vào cái lúc đó thì mình làm thay đổi ừ. nhưng mà nếu mình nói rằng tôi không biết khổ tôi không biết vui thì thì nó nó không đúng nó không người ta không chấp nhận mình biết cái đó nhưng mà mình có thể thay đổi đứng về tâm thì nó có cái vừa ý và không vừa ý nó có cái chỗ chấp mình chấp cái đó phải như thế không nên làm như vậy gọi làm như vậy tự mình chấp cho nên nếu ai làm trái thì mình rất bực mình hoặc là mình làm mà không đúng thì mình cũng cũng khổ mình cũng tự trách à. Nhưng mà mỗi cái như vậy mình hãy đưa vào một cái lý thuyết của không. Cái đó là do mình chấp thôi. Chứ không phải nói như vậy. Dù một cái gì mà nó tái nhau một trăm phần trăm nữa. Nhưng mà mình bỏ cái, cái chỗ chấp trước đi. Thì tự nhiên nó thông dụng. Đời sống. Bởi vì nó không nói như vậy. Người ta nói ờ, như vậy là mình phá luật lệ hay này cái gì. Thì luật lệ là để ngăn ngừa những cái gì đó thôi. Chứ không phải nó có thật nhưng mình mình biết cái sự thật à, cũng như vì cái bụng mình nếu mình ăn mình thấy nó no thôi mình mình không ăn còn nếu nó đói thì mình ăn à, còn khi mà nó mệt mỏi cái tâm mình chìm xuống thì mình ngủ còn nếu nó hết nó, nó nó đầy đủ chỗ đó thì nó mở mắt ra mình muốn ngủ nữa ngủ không được cho nên thế giới này thấy là nó tự sắp xếp cơ thể mình nó cũng tự sắp xếp nhưng mà thường thường mình bài đạt trước thì có khi nó nó có sự khập khẩy, mình dùng sức quá sức hoặc là mình mình nó không đầy đủ. Cũng như ví dụ như bây giờ tôi nói nói thế này, thật sự người ta nói ông thầy ông nói pháp và ông nói kinh gì, chứ tôi không thấy chuyện đó. Tôi thấy tôi nói, cho nên tôi nói tôi nói không nó còn dễ hơn tôi đọc trong sách. Đó. Bởi vì nó không có cái gì đó mình nói ra nó cũng trở thành không. Còn mà có cái gì mình nói ra nó trở thành cái ý, cái thức. nó Mình mình nói rồi nó còn đun lại, mình còn nhớ lại nữa. Còn bây giờ không, tôi không có chuyện gì trong lòng ấy. Tôi không biết nói cái gì cả thì tôi nói. Cho nên theo Tôi không có chuyện gì trong lòng thì tôi nói tôi không có chuyện gì trong lòng. Tôi không không biết nói gì thì tôi nói tôi không biết nói gì. Tôi biết nói gì thì tôi... Nghĩa là mình nói ra thực sự là cái biết. Nhưng mà cái biết này nó không nhân danh Nó không có một cái sự kiểm soát kiểm kê nữa Thành nó không phải là cái biết của bản ngã Mà nó là cái biết của vô tư Cho nên khi tôi nói này đó Tôi không biết tôi vô tư không Nhưng mà tôi nói vô tư tức là nó vô tư Nghĩa là tất cả câu ngôn ngữ của mình Nó từ cái, cái không đó. Mình thêm vào cái tính nữa Chứ thật sự nó không có cái tính gì thật hay cả Nó là cái không Cái không mà nó có phát xuất Nếu mình ở trong cái không đó thì có nó cũng thành không Mà không nó cũng thành không Mà cái không nó cũng không có cái không Cho nên cái cái sự sống nó, nó có tính chất như ảo Như ảo ảnh, như quyển Nó không có cái gì cả Cho nên mình nói rồi mình không có nhớ được Bởi vì cái nói đó nó không có lập trình đi trước Nó không có cái ý thức trước Cho nên cái nói đó nó không là gì cả Cho nên mình thật sự không có một chuyện gì để nói Ừ. Bây giờ người ta cầm cái này người ta hỏi Cái gì đây thì mình có thể nói ở cái đó đó Mình có thể mình quên đi Người ta nói cái này cái chuông đó. Mình ừ Mình đâu có thấy cái nó nó là gì đâu Bởi vì cái tâm mình mình nhớ Mình bị cái lụa chỗ nhớ Mình nói nó là cái mỏ Cái này làm sao kêu cái chuông được Nhưng mà nếu một Hồi xưa nếu người ta đặt cái này cái chuông cái kia cái mỏ Thì mình cũng nghe như vậy thôi đó. Cho nên bây giờ bây giờ mình biết hết rồi nhưng mà cái tâm mình nó giải tán đi nó giải tán cái ký ức thời gian đi nó giải tán cái nghiệp đi thì người ta nói cái gì cũng đúng hết cả mình nói ra bắt buộc theo số quan mình nói chứ mình không biết không phải nói gì vậy cũng như bây giờ người này a à, mà mình nói b b nó a à, thật sự cũng không lộn xộn gì từ cái chấp thành mình nói sai hoặc là mình, mình bàn lòng cho nên mình gọi là đúng Chứ nó không có đúng, không có sai à, Cho nên có khi tôi đau rồi tôi khó khăn Thì tôi không biết chữa bằng cách nào tôi cứ tôi cứ nói là bắt cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thì có công trung vô sắc thọ tưởng hình thức coi như tôi nói không vậy một hồi nó thấy hết có hồi nó cũng hết có hồi thì nó cũng chậm bởi vì cái nói của mình nó phá đi cái chấp ừ. ví dụ như bây giờ đó có cái tiếng chuông nó đương kêu đó mà người ta hỏi có nghe không tôi có thể nói hai chiều điều đúng tôi nói nghe cũng đúng mà tôi nói không nghe cũng đúng bởi vì tôi đâu có nghe gì đâu không có nghe không có nghĩa là không có biết cái tiếng chuông đó cái biết hư không cũng biết mà âm thanh cũng biết còn cái 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 nó động vô tay tôi thì lúc nào nó không có được bây giờ nó không có cái âm thanh đó thì cái, cái không nó cũng động vô nữa nó cũng dội dội vô bắt đầu từ cái tiếng gió từ cái hơi rồi từ cái không nó cũng có nghe cho nên đó là cái tính nghe cái tính nghe nó không có nghe cái gì cả cho nên tất cả mọi sự vật nó đến đó cũng như cái màn nhĩ của mình giống như cái bức màn đụng vô nó nó, nó lai động nó, nó phát ra cái gì đó nhưng mà bị mình chấp cái chỗ đó cho nên mình nó thấy khó à. cho nên cái cái giáo lý nói đúng tôi tự học nhiều lắm Ừ. Tôi tự học như vậy tôi thấy tôi thay đổi ừ. Tôi thấy thật sự nó nghe thấy biết cũng vậy Mà không nghe không thấy không biết cũng vậy Hai cái nó có thể trộn qua trộn lại Và nó biến mất đi cũng vậy ừ. Chứ còn chứ còn Phật Pháp tôi thấy là Thật sự người ta nói cái gì nó ra cái nấy đường hoàng cái Nhưng mà tôi thấy cái đó nó trở thành cái chấp thôi Chứ không có gì cả Nó thành ra đúng sai phải quái con người làm sai một lúc nào họ cũng không sai được. Nó trở thành thói quen thôi. Nhưng mà nếu mình nói ở cái thói quen đó nó, nó không, không hay lắm. Nó sẽ làm mình sau đó họ bỏ thói quen. Chứ nó không phải sai vậy cả. Còn cái đúng đó thì thật sự nếu mà đúng rồi thôi thì cần nói gì cũng đúng. Thích thú. Cho nên mình bớt đi. Bớt cái tính chất cố chấp. Thì mình bớt đi tới tất cả những sự khát khe. Của những cái gặp khen, gặp khen của cái cái chấp Thì cái này nó không phải phải, không phải quấy, không phải đúng sai Cho nên nó gọi là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm Cho nên tôi đó, tôi hay tổng bất nhã Có hồi có những chuyện Ví dụ có khi tôi Tôi gặp một cái bộ đồ nó dơ hoặc một cái khen dơ dữ lắm Thật sự bởi vì tôi Suốt đời tôi nó không có thị giả, không có ai hộ trì lo lắng gì cho tôi cả. Có hồi cái đồ có, nó, nó hôi rinh Tôi đọc tôi bắt buộc tôi phải tôi phải vừa lao tôi bắt cấu bắt định thằng mới dâm. Tôi tự tổng thương lắm. tôi mặc đồ tôi tự tổng, tôi đâu thấy nó sao đâu. Mình nói nó dơ là bởi vì thật sự mình mặc hai ba ngày mình không thai hoặc mình không giặt thì nó, nó, dơ vậy chứ thật sự đâu dơ. Còn cái mùi gì thì, thì kệ nó, Miễn là nó đừng có vi trùng thôi Nó đừng có Mà giá trị có con kiến con gì nó bò là biết liền Cho nên tôi nói Nhưng mà tôi không có nói chuyện đó bên ngoài Và tôi cũng không để cho người ta biết để Tôi sống bừa bãi vậy nó Thật sự vậy Cho nên hồi trưa một mình tôi tôi thay đồ tôi bỏ đó Rồi ít bữa tôi mặc lại rồi đó tôi thấy Tôi coi kỹ thật sự nó không dơ gì. Còn bụi bẩm nó bên ngoài Còn giá trị mà có chút mùi hôi đi nữa Thì đâu làm sao đâu Thiếu gì cái mùi nó còn hôi hơn nữa nhưng mà không để nổi người tôi nghĩ như vậy thành cái gì tôi thấy tôi sống cũng được hết cả cho nên cho nên thường thường hay cái gì mà tôi bị kẹt bị bị nghĩ nó thì tôi tôi tụng bất nhã liền tôi nó bắt cấu bất tịnh bất tăng bất giảm nha <laughs> vô sát vô thọ tưởng hành thức đã vô sát vô thọ mình còn tưởng chi hành thức mình nó không có trở thành một cái 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 như thật nguyên lý của nó là không là gì cả nhưng mà trong tâm mình nó không rồi á, Thì tất cả cái sự vật ngoài nó không Nếu trong tâm mình không có một cái chấp nhất gì Thì cái người đó thật sự cũng không có ác ý với mình Hay là thiện ý Là người đó luôn luôn người tốt Cho nên cái bình thường Cái bình bình thường nó là cái tốt Còn cái tốt nó là cái, cái mà mình cố chấp cái lòng tốt nghi lễ là cái cái chấp chứ không chưa chắc là nó tốt lắm cho nên tôi tôi đảo ngược lại cả có thể là người nghèo cũng là người giàu người xấu cũng là người tốt người tốt xấu rồi cuối cùng không tốt không xấu không xanh không gì không gì do cái tư tưởng mình thôi mình xóa cái tư tưởng đi mình hãy làm cho tư tưởng mình giống như không biết gì cả mình nhìn thì mình thấy người nào nó cũng an ổn ấy cả mà trong cái an ổn đó thì cái thiện can của mình nó cân bằng hơn còn nếu mình người mình nói người này thiện thì hồi mình nhìn qua người mình thấy một người nào đó bất thiện thì trong cái so sánh có cái này thì có kia mà cái này là mình thích cái môn này mình tự tập thôi chứ mình đừng có biểu người khác làm vậy nếu người khác làm vậy thì họ sẽ phản đối họ nói ở đời thì phải có cái tốt cái xấu cái đúng cái sai chứ ông nói vậy là ông phá luật phá cái luật thế gian này nhưng mà mình phá cái đó là không phải phá nhưng mà mình muốn thấy cái sự thật để mình sống dễ hơn một chút nếu tôi nằm ở dưới đất mà tôi không tụng nghĩa là bắt cấu bất tịnh bất tâm thì tôi nghe cái mùi đất là khổ sở tôi chịu đâu nổi tôi tổng cái đó để nó xóa cái tư tưởng đi thì sau này nó quen rồi thì ít bữa thì tôi nằm đó tôi không có sợ gì cả cho nên đời sống nó vậy đó tất cả đều do tư tưởng mà ý, mình vượt qua cái tư tưởng đó thì nó cân bằng mình không thì thế giới nó cũng không dù sao nó quen trong cái không đó thì mình có cái khả năng bản lãnh đó vậy đó Chứ còn mình cố chấp thì nó nguy hiểm lắm Rồi đủ rồi Mình cầu nguyện với tất cả chúng sanh Nghĩa là bữa nào mình nói gì mình cầu nguyện Tất cả đều không có chuyện gì cả Điều bình an nghĩa là Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm Mà mình triển khai cái tâm thức đó Ở trong một sự căn bằng của không gian